Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Xã Lạc Đạo chủ động phòng dịch SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối ngâm chân thảo dược miễn phí cho bệnh nhân. Trong một cái thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về xét nghiệm chẩn đoán ung thư và những điều cần lưu ý. Trong mục cẩm nang y học kỳ này là tác dụng với sức khỏe của quả bồ kết. Phóng sự chống dịch COVID-19 chủ động từ nhà và tránh hoang mang sẽ có trong một câu chuyện y tế. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Câu lạc bộ Tình nguyện Nghĩa Phương huyện Văn Lâm đã tổ chức tặng khẩu trang miễn phí cho người dân tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm nhằm phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. Trong buổi sáng đã có gần 1.500 chiếc khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn được phát cho người dân. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên cùng cán bộ y tế tại bệnh viện đã đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân cách dùng nước rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp dẫn tới tình trạng khan hiếm khẩu trang, nên những điểm phát khẩu trang miễn phí như thế này là việc làm thiết thực phòng tránh dịch bệnh, ngăn ngừa lây lan. Ngày 11 tháng 3, câu lạc bộ cũng phát khẩu trang miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Các thành viên dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tại tất cả các trung tâm y tế trong toàn tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2, xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm đã chủ động triển khai các biện pháp để phòng dịch. Hiện nay trên địa bàn xã có 3 trường hợp trở về từ Trung Quốc và Hàn Quốc đã được cách ly tại gia đình và được kiểm tra sức khỏe mỗi ngày. Xã đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại các gia đình có người cách ly, chợ, nhà văn hóa các thôn, các địa điểm di tích và trường học một tuần một lần. Đồng thời để người dân chủ động phòng dịch, xã đã treo biển tuyên truyền về cách phòng chống, cách nhận biết các triệu chứng của bệnh COVID-19 tại các địa điểm công cộng, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh về việc hạn chế tập trung nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Để đảm bảo môi trường lớp học an toàn cho các em học sinh, trường Trung học phổ thông Khoái Châu đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp chủ động phòng chống dịch COVID-19. Giải pháp đầu tiên được trường áp dụng là trang bị cho mỗi lớp một máy đo thân nhiệt để việc kiểm tra thân nhiệt diễn ra nhanh nhất, không để học sinh bị dồn ứ tại cổng trường. Đồng thời, mỗi lớp cũng được trang bị 3 bình sát khuẩn tay để tiện lợi nhất cho các em vệ sinh. Trường cũng trang bị thêm 20 chậu rửa tay và 20 vòi nước rửa. Các hoạt động tuyên truyền cho học sinh được giao cho đoàn thanh niên thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt qua chương trình phát thanh vào giờ ra chơi. Đồng thời, nhà trường đã phân công cho giáo viên tiết 1 và giáo viên chủ nhiệm theo dõi các thông tin liên quan đến các yếu tố dịch tễ của học sinh, cũng như tình trạng sức khỏe để báo cáo xử lý kịp thời. Chính điều này cũng tạo ra sự chủ động hơn rất nhiều từ phía các em học sinh. Và đặc biệt, nhà trường định hướng các em chỉ nên nghe thông tin về dịch từ các kênh thông tin chính thống, không lan truyền các thông tin không có căn cứ. Hưởng ứng tuần lễ Glaucoma thế giới, Bệnh viện Mắt Hưng Yên đã khám, tư vấn cho người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi nghi ngờ mắc chứng bệnh này. Glaucoma là nguyên nhân gây mù mắt thứ 2 ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, sau đục thủy tinh thể. Nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn trầm trọng, thị lực rất thấp, nguy cơ mù lòa cao. Cũng có nhiều bệnh nhân đến điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc và phác đồ điều trị nên hiệu quả điều trị không cao. Theo các bác sĩ, bệnh glaucoma hoàn toàn có thể phòng tránh bằng cách phát hiện sớm, điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật. Vì vậy, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng tránh glaucoma và hướng điều trị khi mắc bệnh glaucoma là một trong những vấn đề được quan tâm. Nhằm tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, từ đầu tháng 2 đến nay, Khoa Y học Cổ truyền Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã triển khai ngâm chân bằng thảo dược miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại khoa. Hoạt động này được thực hiện vào các buổi chiều trong tuần, chỉ định với những bệnh nhân bị suy nhược thần kinh như mất ngủ, đau đầu, một số bệnh ngoài da, trĩ, bí tiểu, các bệnh lý cơ xương khớp như đau khớp, tay chân tê bì, thoái hóa khớp, lạnh tay chân. Thành phần của bài thuốc chủ yếu là những dược liệu tự nhiên như ngải cứu sao khô, gừng, quế được tán mịn và hòa vào nước ấm 40-45 độ, ngâm chân trong 20-30 phút. Sau hơn 1 tháng triển khai, hoạt động này được người bệnh phản hồi rất tích cực. Theo các bệnh nhân, sau khi ngâm chân thảo dược xong đều thấy cơ thể thư thái, thoải mái, ngủ ngon và sâu giấc hơn, chân tay đỡ tê buốt hơn, điều này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Trong mục thầy thuốc với người bệnh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với các bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thưa quý vị và các bạn, ung thư là căn bệnh có tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ hai sau các bệnh lý về tim mạch. Việc xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm có vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều trị khi khối u chưa xâm lấn, chưa di căn. Trong chương trình hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thị Trâm Anh, khoa cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về xét nghiệm chẩn đoán sớm ung thư. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bác sĩ có thể cho biết những cái lợi ích của việc xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm. Dấu ấn ung thư là những sản phẩm của khối u hoặc do cơ thể chủ tạo ra để đáp lại sự xuất hiện của khối u trong cơ thể. Các dấu ấn này sẽ được sử dụng để đánh giá giữa sự mô lành hay là mô khối u. Chính vì thế mà chúng ta cần làm xét nghiệm chẩn đoán sớm để có định hướng điều trị, phát hiện sớm để kéo dài thời gian sống cũng như điều trị tốt cho bệnh nhân. Thưa bác sĩ, là chúng ta thì đang sử dụng những cái kỹ thuật nào để xác định cái dấu ấn ung thư và chẩn đoán sớm ung thư ạ? Hiện nay thì có rất nhiều kỹ thuật xác định và đo lường những cái dấu ấn ung thư, trong đó kỹ thuật enzyme, kỹ thuật điện di, kỹ thuật miễn dịch, kỹ thuật sắc ký khối phổ, kỹ thuật sắc ký lỏng, sắc ký khí hoặc là kỹ thuật micro AC. Hiện nay thì nhiều người có cái suy nghĩ rằng là khi mà tôi đang khỏe mạnh thì tôi chỉ cần đi làm xét nghiệm thôi là có thể xác định được bệnh ung thư rồi. Vậy thì quan điểm đó có đúng hay không thưa bác sĩ? Việc chẩn đoán các giai đoạn ung thư và chẩn đoán ung thư thì chúng ta phải đến bác sĩ lâm sàng. Bởi vì việc chẩn đoán chúng ta phải trải qua các giai đoạn là khám lâm sàng, làm các chỉ số chẩn đoán hình ảnh và làm các dấu ấn ung thư. Bởi vì mỗi chỉ số ung thư nó đặc hiệu cho một bệnh và nó cũng có thể đặc hiệu cho những bệnh khác. Nên chúng ta cần phải đến bác sĩ lâm sàng để người ta được tư vấn và khám cụ thể. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải đến gặp bác sĩ, sau đó thì bác sĩ sẽ chỉ định chúng ta đi xét nghiệm, chứ không nên tự chỉ định cho mình rằng là tôi sẽ đi xét nghiệm để xác định xem là có bị ung thư hay không, đúng không ạ? Bác sĩ có thể đưa ra những khuyến cáo để mọi người có thể phòng tránh hoặc là có thể phát hiện sớm được mình có bị mắc cái bệnh ung thư nào đó hay không ạ? Hiện nay thì các dấu ấn ung thư đã được sử dụng rộng rãi để phát hiện, định hướng, chỉ điểm nghi ngờ ung thư, xác định bản chất của khối u, theo dõi kết quả điều trị sau mổ, sau điều trị hóa chất hoặc là tìm di căn tái phát. Nhưng mà chúng ta để sàng lọc sớm và phát hiện sớm thì cũng nên các bạn sau 25 tuổi thì có thể đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần để phát hiện sớm được các. Xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ rất hữu ích vừa rồi, và hy vọng rằng là trong chương trình tạp chí Sức khỏe ngày hôm nay với mục thầy thuốc với người bệnh thì quý vị cũng sẽ có cho mình những cái kiến thức và những cái cách để có thể phòng tránh và giúp cho mình phát hiện sớm được những cái bệnh tật có thể xảy đến với mình. Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, bồ kết là loại dược liệu được rất nhiều các bà, các mẹ tin dùng để gội đầu. Theo dân gian, gội đầu bằng bồ kết có tác dụng trị gầu, giúp tóc đen, óng mượt và mọc dài nhanh hơn. Tuy nhiên, bên cạnh công dụng đối với tóc, bồ kết còn có rất nhiều công dụng khác trong điều trị các loại bệnh phổ biến như hen suyễn, sâu răng hay mụn nhọt. Mục Cẩm nang y học hôm nay, lương y Ôn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những tác dụng của bồ kết với sức khỏe. Bồ kết thì được trồng hoặc là mọc hoang ở nhiều nơi trên miền Bắc của chúng ta. Bồ kết có tính cay, ôn, mặn. Hạt bồ kết với lại gai bồ kết thì có tính cay và tính ôn. Trong mùa dịch cúm, tác dụng của bồ kết khi đốt lên thì nó tạo ra khói. Và cái khói đấy thì nó sẽ làm cho thông đường khiếu, rồi dễ thở và có tác dụng là bảo vệ niêm mạc. Ngoài việc đốt sử dụng ra để tẩy uế môi trường sạch sẽ, làm trong sạch không khí ra, thì bồ kết còn được dùng để chữa đau răng, chữa trĩ, chữa quay bị hoặc là chữa chốc lở đầu của trẻ em. Sau đây thì tôi có thể là hướng dẫn mọi người cách đốt bồ kết. Thì chúng ta sẽ cần đến chậu đất nung. Nếu không có chậu đất nung thì chúng ta dùng bằng cái nồi nhôm hoặc là song nhôm hỏng. Tiếp theo thì tôi sẽ dùng than, cái than này, than hoa. Và khi dùng thì tôi có thể là dùng chất, thêm một chút chất để cháy, ví dụ cồn khô chẳng hạn, tôi đặt xuống dưới làm mồi. Sau đó khi đốt lên thì tôi sẽ cho thêm cái than hoa vào. than hoa nó cháy rồi thì tôi bắt đầu cho bột kết vào. Khi đốt thì chúng ta nên đóng kín các cửa lại để cho cái hơi bột kết nó quẩn ở trong cái phòng, làm sạch không khí trong phòng. Còn nếu mà di chuyển thì chúng ta có thể là dùng cái móc này, chúng ta treo vào, chúng ta xách đi chỗ nọ chỗ kia thì cũng được. Thường thì cái trẻ nhỏ thì đốt chỉ vài 3-4 quả thôi, nhưng mà nếu mà không có trẻ nhỏ mà phòng rộng thì ta đốt đến 5-7 quả, chục quả cũng được. 2-3 ngày chúng ta đốt một lần thôi, cũng không nên lạm dụng. Khi dùng thì nên kiêng kỵ với những cái người phụ nữ có thai thì tránh không được dùng, bởi vì trong bồ kết nó có thành phần của axit nữa, cho nó làm gây hưng phấn và co bóp tử cung, nó dễ bị đẻ non và sẩy thai. Đấy. Hoặc là những người già yếu hoặc là trẻ sơ sinh thì cũng không nên dùng. Và những người bị bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày rồi đại tràng thì tỳ vị hư yếu thì không nên dùng, bởi vì nó có chất tẩy. Thưa quý vị và các bạn, chống dịch COVID-19 như chống giặc, và trên mặt trận ấy không thể chỉ trông chờ vào những nỗ lực của các cấp ngành mà tự bản thân mỗi cá nhân, mỗi gia đình phải chủ động phòng bệnh cho mình, đồng thời phải giữ được thái độ bình tĩnh, tránh hoang mang quá mức. Ghi nhận tại xã Đông Kết, địa phương đã từng xôn xao vì có người nghi nhiễm COVID-19 lưu trú tại đây. Trong niềm vui đoàn tụ khi có người anh trai từ Australia trở về, nhưng gia đình ông Vũ Trọng Đống vẫn rất chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Nhà tôi thì khi có người nước ngoài về là chúng tôi chủ động báo cán bộ xã rồi ra để khai báo các thứ, chủ động các thứ, là rồi nhắc nhở các cháu ở trong gia đình, nhắc nhở các cháu là trước khi ăn uống làm cái gì, đi đâu về là cũng phải rửa tay bằng xà phòng, và cũng cách ly bác ấy là sau 14 ngày mới được phép đi ra ngoài tiếp xúc các nơi. Cũng tại thôn Trung Châu, nơi trước đó từng xôn xao vì có người nghi nhiễm lưu trú, giờ đây mọi người đã bình tĩnh hơn rất nhiều trong việc chống dịch. Vệ sinh nhà cửa, các bề mặt, chuẩn bị khẩu trang, nước sát trùng, căn dặn con cái tự biết cách bảo vệ bản thân là những việc làm thường xuyên của các hộ dân. Ở gia đình thì cũng có không gọi là không hoang mang gì, vẫn phải chủ động là phòng chống dịch bằng các phương pháp như là rửa tay bằng xà phòng, rửa tay bằng nước sát khuẩn, rồi đeo khẩu trang, hạn chế gọi là tiếp xúc với nơi đông người, làm theo các hướng dẫn của nhân viên y tế. Với tư cách là một người dân thì thường xuyên hàng ngày ấy, bao giờ cũng thế, về buổi sáng và buổi tối là chúng tôi đều nghe các thông tin của VT1 rồi VT2, VT3, kênh Hưng Yên và các cái thông tin của địa phương, chính thống của địa phương tuyên truyền về các công tác phòng dịch. Về cơ bản thì nhân dân ở trong khu dân cư chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng vào cái sự phòng dịch tốt của Đảng và Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Để nâng cao nhận thức của người dân về phòng dịch, đặc biệt là sự chủ động của mỗi gia đình, ngoài các biện pháp tuyên truyền, xã Đông Kết đã triển khai ký cam kết tại các hộ gia đình về việc chủ động khai báo các thông tin cần thiết liên quan đến công tác phòng dịch. Tâm lý người dân là nay là cơ bản ổn định, không còn hiện tượng tích trữ lương thực, thực phẩm. Tiếp tục thực hiện các cam kết với địa phương. Cái thứ hai là tự ý thức đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực của gia mình ở, và cũng như trong khu vực của nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, nơi đã từng xôn xao vì có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 về tiếp xúc tại địa phương. Nhưng với sự nỗ lực tuyên truyền của các cấp các ngành và đặc biệt là ý thức chủ động của mỗi người dân thì đến nay cuộc sống ở nơi đây đã trở lại hoàn toàn bình thường, không có sự hoang mang, lo lắng quá mức. Nhưng điều đặc biệt là người dân ở nơi đây đã có ý thức rất cao trong việc tự chủ động để phòng tránh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Và trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay thì sự chủ động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình là một điều vô cùng quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.